đi làm về đói ăn cỡ này này mấy mẹ. Ừ, đấy, tay heo. Đúng không? Có thèm không em? Ừ. Ừ. Cũng không có gì. Không có gì để gọi là ok chưa? Thèm chưa? Nhưng cái này là chưa gớm mặt đâu nha, là chưa gớm mặt bằng một thứ nữa. Đây, mắm nêm. Mắm nêm này đã trưng rồi. Mắm nêm đã trưng rồi này. Đó, đây là mắm nêm. Má ơi, tại vì cái mắm này này, cái mắm tép này này, cái mắm tép con tôm này này, con tép này này, con tép đất này này, nó không có mặn nha. Mắm con tép đất nó không mặn. Đó, cái này là bị mỡ này, vừa nãy tưởng nó bị chảy nước mắm tích rẻ liếm mất vệ sinh. Đó, nhưng mà đây tôi mắm nêm gì cần. Các bà, trời ơi, tôi đói lắm, cái tầm này tôi đói lắm mấy bà. Mắm cá này. Đấy, tôi là ăn tả phập lầm mí lù, mời các bà. Này, cá này. Tôi cứ, các bà thèm là tôi biết mà. Tôi biết giờ này là các bà phải thèm thôi. Cắt tủ, cắt nha. Tôi phong lại, bây tôi phong lại nha. Tôi phong lại, tôi bắn đây cu quay. Ngon quá. Mời các bà. Đây, mắm này. Thấy không? Đây là con mắm. Đây con mắm cá này. Con cá này. Con mắm cá cơm thu này. Tép này. Đây. Đó. Chị ở bên. Đó. Giờ lấy miếng rau thêm. Nhà có bún bò nhưng không ăn. Tía tô. Kinh giới. Rau thơm ở vườn. Ngò. Đó. Dưa leo. Tôi biết là các bà cũng thèm, nhưng mà cũng đành chịu thôi mấy bà. Dưa leo. Rau thơm. Trời ơi, ra nhặt lại cho đẹp hết ơi. Đại loại vậy đó. Các bà thấy chưa? Thôi các bà chờ tôi ra ăn nha. Đó. Làm động tác. Cầu xin. Ăn hoài không mập. Bằng hai viên này đây. Ngày ăn hai bữa. Hết nước rồi má ơi. Đấy các bà thấy không? Cả ngày nhịn. Tại vì nhịn là bận, chứ không phải tự dưng nhịn nhé.
Tay không? Nó là ngon. Kali giờ này là 3 giờ chiều, 2 giờ chiều. Con tép đồng này, con tép đất này, nó ngâm với đường phèn, cái vị ngọt của nó, vị ngọt của con tép đất, con gọi là con tôm đất ấy, nó rất là ok rồi. Cái nước mắm ở trong cái con tép đất này này, mọi người về muốn nó đậm đậm đà là mọi người phải pha thêm miếng nước mắm mặn. Offer các bà mua nước mắm cá cơm thu nhà tôi. Cái tại vì trong cái mắm nêm và tôi xay về tôi làm mắm nêm với mắm cá cơm thu trộn chung á, tôi cho nhiều ớt quá cay. Nó ngon. Nhiều ớt mấy bà. Nó. Bên này có rau thơm Việt Nam với cả làm mắm nêm ngon lắm. Nhà em lúc nào cũng sắp đồ ăn. Đó, bà dọn. Họ tép đất đi, tê tép đất. Má ơi, tép đất nó ngọt. Dù sáng chưa nó đói đấy mọi người. Cái mắm tép đất này mọi người thái ớt tỏi cho miếng nước mắm, múc cái tép đất này cho vô cái chén, cắt ớt cắt tỏi, ui giời, không cho đường nha vì nó là đường phèn, rất ngọt, ngọt của vị con tép đất và ngọt của đường phèn nó thanh lắm. Nhà em thịt bò thì không có. Em có tay heo ba dọi. Nó ngon. Các trưởng tiểu bang xa, em vẫn ship nha. Trong tép đất nó có miếng giềng nè. Trong tép đất nó có miếng giềng nha. Ăn không đâm bõ vào đâu. Ăn bao nhiêu mà không thấm bõ vào đâu.
cái bụng của em nó khủng khiếp thật đấy các bạn. Tép đất ở Việt Nam em có bán không mấy chị? Tất cả những thứ bán bên Mỹ thì Việt Nam đều bán. Chào Phan Trung, mua nhắn em nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mình ăn chỗ đi. Bà đang làm gì bà gái? Sao lên chỗ mới chán? Đưa bàn tay nằm cái nào. Yêu quá rồi thì nhiều nồng tình say. Bánh tráng à? Thế có một trứng cút à? Phan thích lại trứng cút rồi sao? Không có chanh à? Không có cho chanh rồi mà. Mẹ xem ạ. Nó cả hai cái nhát tí tí à. Trời ơi, bác cái kiểu gì mà giống như không có sức gì. Nó phải lọt vỏ. Kêu mẹ nó hết đi. Mẹ lọt vỏ. Thế con vứt cái bao tay đi, con làm sao mà cái hai quả trứng cút này? Không, để vào thôi à. Món trứng cút tình đồng này á? À, thôi con ăn đi. Món của mấy bà bánh bèo này mày không ăn? Tình yêu tình nồng, tình nồng tình say, tình say tình ái, tình ái tình nồng, tình nồng tình yêu. Con cho mùi tôm như ý vào đây à? À, à cho mùi tôm như ý. À, mùi hành phi như ý. Trời má ơi. Con cho một cục mùi vào đấy, mang đây chuyện xem mà. Bí quyết. Bí quyết à? Bí quyết à? Giống nghề luôn, ghê thật. Trong khi tôi là người mua ba hộp đấy sang bà ơi. Ngon nha. Mùi tôm như ý ngon nha. Ăn bánh tráng ngon nha. Ngon nha.